website Bitweb được thiết kế để bạn có thể đưa các nội dung về thông tin liên hệ, các cột menu nội dung như thông tin về điều khoản, chính sách bảo mật, giao hàng hay thanh toán. Tại video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để thay đổi thông tin tại chân trang. Đầu tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn để thay đổi nội dung phần thông tin liên hệ. Các bạn hãy đăng nhập vào trong hệ thống quản trị website. Tại menu bên trái trong hệ thống quản trị website, bạn click vào website và chọn giao diện. Tiếp đến, bạn click vào thiết lập giao diện. Menu bên trái màn hình là các thông tin bạn có thể thay đổi và thiết lập mới cho giao diện website. Bạn click vào chân trang. Tại đây, bạn kéo xuống và tìm đến phần thông tin liên hệ. Chúng ta sẽ chỉnh sửa trực tiếp địa chỉ, số điện thoại hoặc email. Sau đó bạn ấn lưu để hoàn thành việc thay đổi thông tin liên hệ tại chân trang. Bây giờ chúng ta quay trở lại trang chủ website để thấy sự thay đổi này nhé. Ngoài thông tin liên hệ trên giao diện mà chúng tôi đang demo cho các bạn, còn có các cột thông tin như về chúng tôi, thông tin hay hỗ trợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các bước để thay đổi cột thông tin. Tại phần chân trang trong thiết lập giao diện, các bạn hãy tìm đến phần nội dung danh sách link. Tại đây bạn sẽ thấy cột thông tin liên hệ đang link tới menu footer 1. Như vậy, để thay đổi được nội dung các cột ở chân trang, bạn cần thay đổi nội dung của menu tương ứng đang link đến menu footer 1. Bây giờ các bạn kích về giao diện và quay lại phần thiết lập menu. Các bạn kích vào menu. Bạn sẽ nhìn thấy trong danh sách menu của menu footer 1, bạn click vào chỉnh sửa. Bạn sửa lại tên liên kết và chọn lại liên kết tương ứng. Ví dụ, chúng ta sửa tên quan điểm sang thông tin thanh toán. Tại đây bạn sẽ thấy các dạng liên kết như trang chủ. Nếu bạn lựa chọn link đến trang chủ thì khi khách hàng kích vào dòng thông tin thanh toán thì sẽ được dẫn về trang chủ website. Nếu bạn chọn danh mục sản phẩm và bạn tiếp tục chọn danh mục sản phẩm tương ứng, ví dụ như nước uống, thì khi kích vào thông tin thanh toán sẽ hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục nước uống. Tương tự với sản phẩm, nếu bạn lựa chọn sản phẩm tương ứng và dòng thông tin này sẽ dẫn đến sản phẩm. Đối với tất cả sản phẩm thì sẽ dẫn link đến tất cả sản phẩm của bạn. Trong phần trang tĩnh, nếu thông tin thanh toán bạn chưa ghi nội dung ở đâu thì bạn cần tạo một trang nội dung. Và trang bờ nốt thì sẽ dẫn link đến các bài viết của bạn. Đối với trang tìm kiếm thì sẽ dẫn link đến các trang tìm kiếm. Cuối cùng là địa chỉ web. Nếu chọn địa chỉ web, bạn sẽ nhập một website ngoài cần liên kết đến, có thể là blog hay forum của bạn. Bạn quay lại trang nội dung và thêm mới. Bạn hãy nhập tiêu đề trang nội dung là thông tin thanh toán. Sau đó bạn nhập nội dung thông tin các ngân hàng mà shop của bạn hỗ trợ, ví dụ như là thông tin chuyển khoản. Chúng ta hãy ấn lưu để hoàn thành bước thêm mới trang nội dung. Bạn quay trở lại menu và tìm kiếm đến sửa footer 1. Bạn sửa quan điểm sang thông tin thanh toán. Và chọn liên kết tới trang tĩnh. Và chọn trang tương ứng là trang thông tin thanh toán. Bạn sửa cam kết sang sản phẩm hot.
bạn chọn link đến danh mục sản phẩm và chọn danh mục là trà sữa. Bạn hãy sửa quy định sang tin tức và chọn link đến blog. Bạn hãy chọn blog là hướng dẫn làm bánh. Sau đó chúng ta ấn lưu để hoàn thành việc thay đổi nội dung của menu footer 1. Bạn ấn icon mũi tên để quay trở lại trang chủ website. Chúng ta sẽ thấy hiển thị nội dung của thông tin đã được thay đổi rồi, đúng không ạ? Tương tự như vậy, các bạn có thể thay đổi các cột thông tin khác dưới chân trang như về chúng tôi hoặc hỗ trợ. Trên đây là toàn bộ video hướng dẫn thay đổi nội dung dưới chân trang. Mọi thông tin liên hệ các bạn có thể truy cập vào website bigweb.vn hoặc liên hệ theo tổng đài 19006750 để được hỗ trợ. Chúc các bạn thành công và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.